Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe Gian T sườn nhôm size S group S-Ram. Con này là group S-Ram của Mỹ nha. Tay để bấm xả, cọc yên nhún, bánh bộ của Gian xịn sò. Tóm lại thì con này nó đẹp long lanh. Rất đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nhé. Xem các bạn nhìn xem có đúng không. Cái thứ nhất là nó zin nguyên bản. Đây. Đây ạ. Từ bao tay bên này nhá. Đây bao tay bên này bắt nét cho các bạn xem zin nhá. Bao tay xịn sò của nó nhá. Mặt kiếng đây. Đúng không? Này, long lanh này. S-Ram này. Đấy, đây. Này, long lanh nhá, như mới luôn. Đấy, đúng không? Đây này. Đây. S-Ram. Đó. Rồi, bộ đầu gian này sang bên đây này. Đấy, cũng vẫn là long lanh luôn. Nguyên bản nhá. Này, tem mà gian còn nguyên đây. Hàm thắng nhá, hàm thắng, tay thắng, cái này là tay phanh này, hay còn gọi là tay thắng, và hàm thắng là techo. Techo nhá. Đấy, đây, techo đây. Rồi. Sườn đây. Sườn đẹp long lanh nhá, đẹp lắm. Đây các bạn cứ quan sát cái độ mới thì các bạn nhìn cái đùm. Đấy. Đây cái đùm nữa này. Ở cái vành nhá, tiếp đến cái vành nhá. Đây. Đó. Đây. Đây nhá, mình quay gần cho bạn xem cái má vành này. Đấy, phẳng rang gần như là chưa có vết thắng đấy. Đẹp lắm. Bây giờ này cái xe nó đẹp thì bảo nó xấu nó cũng không xấu được. Bánh bộ của Gian S kép nhá. À. Còn nước sơn, màu sắc của nước sơn thì đây. Nói thật ra thì cái màu này thì nghĩ nát óc từ sáng giờ mà không biết gọi nó là cái màu gì. Thôi thì chỉ nói với các bạn là cái màu giống như trên video nhé. Đấy. 9-10 bên ngoài thì nó đẹp hơn tí. Đây, màu sơn cận cảnh nhé, dí sát nhé. Để nó đây. Đấy. Đẹp không? Đây, đấy. Sơn zin mà nó đẹp như thế này. Rồi, đây size S. 465 nha. Đây, tem Nhật. Một con những cái gì cần có của một con xe bãi là nó có hết. Đây, nó đẹp như thế này. Đấy. Long lanh nhá. Đây, S kép. Cái mạc này bằng nhôm nhá. Đấy. Trước mấy ông thợ xe ông hay gọi là gian Mỹ đấy, nhưng mà con này thì mình khẳng định nó là xuất Nhật, còn gian Mỹ chắc có nghĩa là cái phiên bản gọi là hay là Mỹ thiết kế thôi, chứ còn gian này là gian xuất Nhật nhá. Cọc nhún còn ok nhá, yên gian zin đấy, kính thưa các loại yên đầy đủ, còn ngon lành nhá, đĩa còn zin, đĩa zin theo xe nhá. Đấy, đĩa của cái dòng này thì S-Ram phối với đồ Nhật là Suntour nhé. Suntour thì bạn nào mà theo dõi xe thì biết. Đây này, chắn đĩa là còn lành tít này, trong veo. Đây, đĩa của S-Ram, đĩa này xịn nhá, S-Ram xịn sò nhá. Cùi đề đây, X3 này. X3 đấy, còn mới tinh đúng không? Đấy. Phía sau cũng vậy, một cái vành quá mới. Đó. Đây. Đây cho các bạn xem cái quay, mình quay sát cái đùm cho các bạn xem. Đấy, đùm đây. Đó, bánh bộ của Gian nhá. Căm này căm inox nha, căm inox sơn đen, căm inox không hít nam châm luôn. Đấy, khóa mở nhanh. Yên Gian đây. Yên này yên zin luôn nhé, yên zin và cái vỏ bọc cũ của nó xịn luôn, không tì vết. Đấy nhé. Đấy, một con xe cực chất. Bạn nào mà có cái tính mà cứ thích cái đồ zin 100%, bạn đã zin còn đẹp thì đây con này. Nếu như bạn thích cái trường phái mà thương hiệu Gian thì đây là con này nha. Đó, một con xe rất đẹp, giá cực kỳ hợp lý. Đương nhiên thì là các bạn phải biết nhé, các cụ từ hồi nào nói rồi, tiền nào của đấy ha, cái giá tiền thì nó sẽ đi kèm với cái chất lượng. Đó. Rồi, đây,
test cho các bạn xem cái bộ đề SRAM này nó chạy như thế nào nhé. Rồi đây. Đấy. Ok. Nó lên, nó cứ từ cái clip nhỏ nó lên clip lớn theo một cái lẽ tự nhiên, tức là tới là đi. Đấy, xuống này. Đấy, rồi lên này, lên nhanh. Ok, xuống nhanh. Quá ngon. Những ai á, những anh em nào đã từng chạy SRAM đấy, thì các bạn cứ phải công nhận một điều là đề của SRAM là cực chuẩn. Đấy, kể cả tay vặn đấy lẫn bấm xả. Tôi không khen công nghệ của Mỹ đâu, nhưng mà thực sự nó như vậy, đồ SRAM chạy lên sướng, nó dứt khoát. Đương nhiên là Shimano thì là cũng cực chất nhé, nhưng mà ở đây tôi nói là cùng một phân khúc nha. Cùng một phân khúc 38 này chẳng hạn, như một bên Atus, một bên của SRAM, thì nếu là tôi sẽ đắt 1 triệu tôi cũng chọn SRAM. Đấy. Rồi. À, các bạn đang thấy là nó ở cái đang ở cái đĩa đây nhé, đĩa số 2 nhé. Đây nhé, đĩa số 2 này, các bạn nhìn thấy không? Cái đĩa số 2 này. Mình xuống cái cách một cái thôi. Rồi nó xuống số 3 rồi. Đấy, và lên cái cách một cái thì nó cũng lại nhảy lên số 2 này. Nó dứt khoát. Đối với những cái dòng đề mà xịn ấy, đề chuẩn nhé, là các bạn bấm cái dứt khoát, bấm là buông, không phải tì đè đề. Đấy, có những cái xe mà người ta chỉnh đề hoặc là do đề hoặc là do người chỉnh chưa tới thì nhiều khi các bạn phải bấm, chẳng phải đè thêm nó mới lên, nhưng mà không, đây là cứ đấy, cách một cái là lên, cách là cái là xuống. Như vậy mới chuẩn. Chứ không vừa lo chạy mà lại vừa lo đè cho đề nó lên thì cái đó là vứt. Rồi. Mình nhắc lại nhé, con xe này zin toàn tập. Đấy, kể cả vỏ luôn. Không những zin mà nó còn đẹp nữa. Thì mình quay thì rất kỹ, mình quay cận cảnh rồi, các bạn thấy rồi nha. Từ zin, từ cái yên cho tới cái bao tay cầm, tức là bao tay lái đấy. Có tem Nhật, có tem hãng, đấy. Có tất tần tật cái gì của một con xe bãi. Và quan trọng là nó zin, nó xịn, nó đẹp. Đấy. Đây bây giờ test chớn nha. Các bạn thấy cái đùm dàn nó mới thì chớn nó như thế này. Đây. Âm thanh của nó đây. Đấy, cứ vù 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 đấy bạn đó. Còn cái màu thì mình chịu nhá, các màu thì mình các bạn lên Google search bảng màu xem là nó là thuộc cái màu gì, chứ màu là mình không biết, chỉ biết cái màu như trên màn hình thôi. Đây màu này. Bạn nào biết màu này gọi là cái gì thì bình luận xuống dưới cho mình cái. Lần sau mình gặp thì mình nói cho nó ngọt chè. Các bạn thấy chớn của con xe này không? Đấy. Các bạn mà trước khi chốt con xe này, nếu muốn xem kỹ lại bộ phận nào thì mình sẽ quay cận cảnh, mình quay thậm chí 30 phút vào một cái điểm đó cho các bạn xem. Đấy. Tự tin quay cho các bạn xem. Một con xe quá đẹp. Giá thì mình để ở phần tiêu đề nha. Bạn nào thích cái tính mà nguyên zin, nguyên bản, chất lượng thì chốt con xe này. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Các bạn thích gọi 0939 086 797 để chốt đơn.